quý vị, sáng qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh thành cả nước nhằm đánh giá công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 mở rộng quốc gia và đề ra giải pháp tiến độ chiến dịch tiêm chủng mùa xuân. Đầu cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân tham dự. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine mở rộng toàn quốc phòng ngừa COVID-19, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch 1-2 năm về tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân nhằm tăng cường bao phủ vaccine COVID-19 toàn dân. Đợt mở rộng tiêm chủng này diễn ra từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao việc thực hiện kế hoạch của các bộ ngành địa phương. Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng lưu ý, để chiến dịch đảm bảo đúng tiến độ mục tiêu đề ra, từ nay đến ngày 28 tháng 2, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác cung ứng vaccine, đảm bảo tiến độ tiêm chủng, đáp ứng nhu cầu an toàn trong tiêm chủng. Tính đến ngày 17 tháng 2, cả nước tiếp nhận trên 213 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 các loại, trong đó phân bổ gần 200 triệu liều. Tổng số liều vaccine đã tiêm ở Việt Nam chạm mốc gần 190 triệu liều. Riêng trong chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, cả nước đã thực hiện khoảng 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Đối với người từ 18 tuổi trở lên, có 70,4 triệu người đã được tiêm mũi 1, trên 67 triệu người đã tiêm mũi 2 và có gần 1,4 triệu người đã tiêm mũi 3. Với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, trên 8,85 triệu trẻ em được tiêm ngừa mũi 1 và trên 8,1 triệu em được tiêm mũi 2. Có 57 trên 63 tỉnh thành đạt tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên 95%. Nhìn chung, mục tiêu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên cơ bản hoàn thành, chỉ còn 4 tỉnh thành là Cao Bằng, Sơn La, Phú Yên, Bình Dương có tỷ lệ tiêm chủng dưới 90%. Ngành y tế phấn đấu cuối tháng 3 hoàn thành mũi tiêm thứ hai cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm nhắc cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Riêng Quảng Nam, tính đến ngày 17 tháng 2, toàn tỉnh có gần 1,1 triệu người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, đạt 100% số người cần tiêm. Trên 136.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm ít nhất một mũi, đạt trên 99% số trẻ cần tiêm. Tại cuộc họp, Bộ Y tế đề nghị để đảm bảo kế hoạch tiêm chủng mở rộng quốc gia COVID-19, các địa phương cần rà soát nhu cầu và số lượng tồn kho để sớm có kế hoạch xin phân bổ sử dụng vaccine hợp lý, điều chỉnh sớm nếu không có nhu cầu hoặc không sử dụng hết, đồng thời có kế hoạch hoàn thành đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân. Chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với huyện Đại Lộc nhằm giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo tại địa phương. Đoàn giám sát gồm các đại biểu Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Dương Văn Phước, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Đặng Thị Bảo Trinh, Phó Bí thư tỉnh đoàn. Tham dự buổi làm việc có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo tại buổi làm việc, huyện Đại Lộc cho biết thời gian qua, tình hình khiếu nại tố cáo ở địa phương không tăng không giảm so với cùng kỳ. Tỷ lệ đơn khiếu nại tố cáo trên lĩnh vực đất đai chiếm đa số, không có vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Nội dung đơn thư chủ yếu tập trung trên lĩnh vực đất đai, chế độ bồi thường và hỗ trợ, tái định cư, chế độ chính sách. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, có gần 3.000 lượt tiếp công dân đến địa bàn huyện Đại Lộc. Tổng số đơn tiếp nhận là 1.352 đơn, trong đó 22 đơn khiếu nại, 7 đơn tố cáo, hơn 1.300 đơn kiến nghị phản ánh. Kết quả đã giải quyết đạt 100% đơn khiếu nại, không có vụ việc phức tạp nổi cộm. Để tăng cường hiệu lực và đưa công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian đến đi vào chiều sâu, đạt kết quả, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc đề ra nhiều giải pháp, theo đó các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, kết hợp phòng chống tham nhũng, chỉ đạo sát trong xử lý những vụ việc phức tạp, những vụ việc có nguy cơ phát sinh điểm nóng cần được thanh tra xử lý dứt điểm, nhanh chóng, nghiêm minh, không để diễn ra tình trạng nể nang, dung túng, bên che. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu sáng qua làm việc với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để đánh giá công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai hoạt động chuyên môn của đơn vị. Báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, đơn vị đang thực hiện giải quyết 11 thủ tục hành chính công mức độ 4. Các dữ liệu quản lý trồng trọt, bảo vệ thực vật được số hóa, góp phần thực hiện có hiệu quả công việc chuyên môn. Năm 2022, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng kế hoạch triển khai 17 công việc thường xuyên liên quan đến hướng dẫn kỹ thuật trồng cây, chăm sóc các loại cây ăn quả, cây dược liệu theo định hướng của tỉnh như cây măng cụt, sâm ngọc linh, đồng thời thực hiện chuyển đổi số, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc các loại cây trồng vật nuôi. Cùng với hoạt động thanh kiểm tra, đơn vị tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình kỹ thuật sản xuất đang phát huy hiệu quả, SRE, GAP trên cây lúa, rau củ quả. Tuy nhiên, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai quyết liệt trong thực hiện hành chính công trực tuyến,
Quá trình phối hợp với địa phương trong tổng hợp xây dựng kế hoạch còn khó khăn, nhân sự còn thiếu, dẫn đến việc triển khai đề án chậm tiến độ được giao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng, vấn đề cốt lõi của chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật là phải nỗ lực chuyển đổi số, tạo tính đột phá, xây dựng kế hoạch sáng tạo để nâng cao hiệu quả, để người dân phát triển cây trồng con vật nuôi theo hướng hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm. Dẫn đầu công việc, một số dự án triển khai nên tập trung vào một đầu mối, không nên dàn trải làm giảm hiệu quả công việc, chủ động phối kết hợp với doanh nghiệp địa phương để góp phần phát triển nông nghiệp Quảng Nam theo hướng hiện đại bền vững. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu làm việc với Ngân hàng Cổ phần Thương mại Bưu điện Liên Việt và Hiệp hội Macca Việt Nam về hướng đầu tư phát triển cây macca tại Quảng Nam. Tham dự buổi làm việc có giáo sư Nguyễn Lân Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Macca Việt Nam, đại diện các sở ngành liên quan và một số huyện miền núi. Macca là cây có hạt vỏ cứng, có tuổi thọ đến 100 năm, có thời gian khai thác kinh tế 40 đến 60 năm. Loại cây này phù hợp với các huyện vùng núi cho hiệu quả cao nếu thời tiết 5 tuần liên tục có mức nhiệt dưới 18 độ C. Quả macca có giá trị kinh tế chủ yếu là giá trị dinh dưỡng cao cho tất cả mọi người và có thể chế biến nhiều thực phẩm khác. Tính đến năm 2020, Việt Nam có 23 tỉnh trồng macca với diện tích khoảng 16.400 ha. Hiệp hội Macca Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp cây giống và bao tiêu toàn bộ quả macca cho người nông dân trong 10 năm đầu. Giá trị kinh tế cao sẽ giúp cho người dân thoát nghèo sau 5 năm. Tại Quảng Nam, năm 2017, huyện Tây Giang đầu tư 800 triệu mua giống macca, tổ chức trồng thí điểm theo hình thức phân tán. Một số cây đã cho quả, nhưng người dân chưa mặn mà. Năm 2014, huyện Nam Trà My triển khai trồng 7 ha tại các vùng. Cây macca vẫn phát triển, nhưng chưa thể đánh giá hiệu quả. Mặc dù thời tiết mùa mưa vùng núi Quảng Nam có khí hậu lạnh 3 tháng, nhưng khác biệt về độ ẩm nên phù hợp nhiều hơn với cây dược liệu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, hướng phát triển cây macca tại Quảng Nam là doanh nghiệp đầu tư vào trồng cây macca. Các huyện miền núi chủ động trong thử nghiệm để từng bước đánh giá hiệu quả để nhân rộng ra từng khu vực có thổ nhưỡng phù hợp, tiếp tục vận động người dân trồng cây macca để phủ xanh đất rừng, góp phần thoát nghèo bền vững. Sáng qua, tại lễ khai trương Genkasa Quảng Nam Tam Kỳ 2 ở địa chỉ số 16 Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Quảng Nam tiến hành trao 30 suất học bổng cho các em học sinh khá giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Với phương châm đơn giản, hiệu quả, lấy khách hàng làm trọng tâm, Generali Việt Nam mong muốn tạo ra những trải nghiệm khác biệt, không chỉ về sản phẩm dịch vụ mà cả không gian đón tiếp và phục vụ khách hàng. Việc khai trương Genkasa Quảng Nam Tam Kỳ 2 theo mô hình văn phòng độc đáo nhằm thể hiện cam kết phát triển mạnh mẽ và không ngừng sáng tạo của Generali tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Generali cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trong các hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng. Genkasa Quảng Nam Tam Kỳ 2 sẽ là địa điểm làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và thuận tiện cho khách hàng, nhân viên và đội ngũ tư vấn. Sự có mặt của Genkasa Quảng Nam Tam Kỳ 2 cũng sẽ tạo thêm việc làm cho người dân địa phương thông qua việc tuyển dụng nhân sự để tham gia lực lượng nhân viên và đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp của Generali. Tại lễ khai trương Genkasa Quảng Nam Tam Kỳ 2, Generali Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Quảng Nam tiến hành trao 30 suất học bổng cho 30 em học sinh khá giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị các suất học bổng trị giá 30 triệu đồng. Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa thể hiện mong muốn được cùng chung tay phát triển cộng đồng nơi Generali Việt Nam đang hoạt động. Theo Travel Review Award 2022 của Booking.com, Hội An nằm trong top 10 thành phố hiếu khách nhất thế giới năm 2022. Cùng với Hội An còn có các gương mặt khác như Matura ở Ý và Bled ở Slovenia. Trong địa điểm hiếu khách nhất thế giới năm 2022, Hội An chiếm được tình cảm của du khách trên toàn thế giới với khu phố cổ trớ danh đầy quyến rũ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nhịp sống bình dị, chân thực, những bãi biển thơ mộng cùng sự hòa quyện tinh hoa của Pháp và Trung Hoa, góp phần tạo nên nền ẩm thực đa dạng của địa phương. Tất cả những điểm thu hút này đã giúp Hội An góp mặt trong danh sách những thành phố hiếu khách nhất thế giới năm 2022. Thưa quý vị, mặc dù gặp nhiều điều kiện bất lợi do dịch bệnh thiên tai trong thời gian qua, nhưng với nỗ lực của chủ đầu tư, nhiều hạng mục quan trọng tại khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang đang dần hoàn thiện. Đây là dự án du lịch trọng điểm ở huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam, có tổng diện tích hơn 120 ha do tập đoàn FVG đầu tư lên đến 2.600 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch phía Tây của tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau.
khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang đang tập trung đầu tư và xây dựng các công trình gồm khối công trình hành chính, dịch vụ, khu nghỉ dưỡng và giải trí, khu bảo tồn thiên nhiên và khám phá thác nước, hang động, cùng các dịch vụ phụ trợ đi kèm như hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, bán hàng lưu niệm và đặc sản địa phương, cùng dịch vụ trải nghiệm ẩm thực và văn hóa cơ tu. Dự án trọng điểm này đang gấp rút hoàn thiện đưa vào khai thác giai đoạn 1 đúng dịp 30 tháng 4 năm nay. Khi du khách đến đấy, họ còn có thể trải nghiệm những cái lễ hội, những cái điệu múa như tung tung giả giá hay là mừng lúa mới. Bên cạnh đó còn có thể thưởng thức những cái đặc sản như cơm lam, rượu cân, rượu bon bon hay là ớt Ariel chẳng hạn. Đấy là những cái đặc sản mà không phải nơi nào cũng có được và nó là đặc trưng của đồng bào Cơ Tu. Và chúng tôi cam kết và hứa hẹn thì nơi này sẽ là một nơi trải nghiệm cực kỳ thú vị cho du khách khi đến đây. Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện các hạng mục chính gồm nhà lưu trú, khách sạn, hệ thống nhà hàng, tòa tháp phong cảnh. Với hệ sinh thái rừng lý tưởng như vậy, nhà đầu tư đang hình thành một khu du lịch với tầm nhìn lâu dài, phát triển kinh tế mũi nhọn, là ngành du lịch không khói, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động là đồng bào địa phương. Rất phấn khởi, có công ăn việc làm và cũng rất ổn định trong anh em đi làm và của tập đoàn đã tạo điều kiện của người địa phương và để có cái nguồn thu nhập cho người địa phương ở đây và cũng đỡ đi làm nương rẫy. Khi khu du lịch Cổng Trời mà đi vào triển khai thực hiện thì sẽ tạo rất nhiều cái điểm nhấn cho địa phương. Thứ nhất sẽ là tạo công ăn việc làm và kích thích về phát triển về cái văn hóa của đồng bào dân tộc Cơ Tu tham gia vào các cái chuỗi du lịch của Cổng Trời. Cái thứ hai là sẽ tạo ra được kích thích để tạo ra những cái sản phẩm ô cốp để phục vụ các cái du khách quốc tế ngoài nước cũng như khách trong nước để góp phần tăng thu nhập, rồi đặc biệt là góp phần là nâng cao cái ý thức phát triển kinh tế hộ gia đình để hướng tới cái công tác giảm nghèo ngày một tốt hơn. Mới đây, đoàn công tác do đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra tiến độ của dự án. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chỉ đạo giải quyết nhiều kiến nghị của đơn vị chủ đầu tư, đồng thời kỳ vọng dự án đưa vào khai thác sẽ góp phần giải quyết lao động, tạo đà liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch phía Tây của tỉnh. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Thông tin Ngày Mới đã kết thúc. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.